Thưa quý vị, trên thực tế thì chắc hẳn ai trong chúng ta cũng sẽ bị những cái vấn đề về mắt như là bị đau mắt, đỏ mắt, cợm mắt, vân vân. Nhưng mà thì thường thì chúng ta sẽ hay tự ý mua thuốc nhỏ mắt mà điều trị mà không có được sự tư vấn của các bác sĩ chuyên môn. Trong khi đó thì các dấu hiệu làm mắt mệt mỏi còn là triệu chứng của những bệnh về mắt. Đúng là như vậy, và việc sử dụng thuốc nhỏ mắt một cách bừa bãi thì nó không mang lại tác dụng gì cả mà còn khiến cho mắt bệnh nặng hơn nè, làm tổn thương mắt và tốn nhiều thời gian điều trị, và thậm chí có những trường hợp nặng thì còn có thể dẫn đến mù lòa. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Nguyên Huân, trưởng phòng kế hoạch tổng hợp bệnh viện mắt thành phố Hồ Chí Minh, thực tế lâm sàng tại bệnh viện có nhiều bệnh nhân đến khám mắt do tác dụng phụ hoặc biến chứng khi sử dụng thuốc nhỏ mắt không đúng cách. Ngoài ra, việc sử dụng thuốc nhỏ mắt thường xuyên cũng không tốt cho mắt, bởi trong thuốc nhỏ mắt có chứa một hàm lượng thành phần phụ là chất bảo quản hoặc chất kháng sinh. Đây lại là những chất có khả năng gây hại nếu sử dụng quá nhiều. Về hạn sử dụng thuốc, nhiều người cũng không chú ý đến. Trong khi đó, ngoài hạn sử dụng của nhà sản xuất, thì thời hạn sử dụng kể từ khi mở nắp cũng khá ngắn, mà thường sử dụng từ khi mở nắp cho đến khi hết thuốc trong lọ. Công an thành phố Vũng Tàu vừa kiểm tra một căn biệt thự trên đường Phan Huy Chú, phường 2 và phát hiện 23 nam nữ cùng trú tại quận 8, thành phố Hồ Chí Minh đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Nhóm này khai cùng góp tiền thuê một chiếc ô tô chở đến thành phố Vũng Tàu vui chơi du lịch, sau đó thuê căn biệt thự nói trên để ở chung và cùng nhau mua thuốc lắc sử dụng. Trên tuyến quốc lộ 22 đoạn qua địa bàn huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, một nam thanh niên điều khiển xe máy lưu thông với tốc độ cao theo hướng từ huyện Củ Chi về ngã tư An Sương thì bất ngờ tông trực diện vào cọc tiêu phản quang nằm ở đầu giải phân cách ngăn giữa hai làn xe. Cú tông cực mạnh khiến phương tiện xe máy văng xa gần 20m, riêng nam thanh niên ngã đập đầu xuống đường, tử vong tại chỗ. Một tài xế và phụ xe đã may mắn thoát nạn trong gang tấc khi hai cụ thép nặng hàng tấn đè bẹp biến dạng cabin xe đầu kéo. Vụ việc xảy ra trên đường Nguyễn Văn Linh, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Người dân chứng kiến vụ việc cho biết nguyên nhân là do tài xế thắng gấp. Theo đà, hai cụ thép được chằng buộc sơ sài lao về phía trước, đâm va làm cabin xe đầu kéo hư hỏng. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi các sở ngành về việc khẩn trương thực hiện quy hoạch, chỉnh trang tổng thể trả lại đúng chức năng không gian công cộng tại công viên 23 tháng 9 cho người dân. Theo đó, các đơn vị đang sử dụng mặt bằng tại công viên, trong đó có trung tâm thương mại dưới lòng đất Sense Market, phải hoàn tất di dời trước ngày 30 tháng 4 năm 2019. Và trước thông tin này, thì hàng trăm tiểu thương đang kinh doanh tại Sense Market như là đang ngồi trên đống lửa. Tọa lạc ngay tại trung tâm quận nhất với 4 mặt tiền. Thế nhưng, ngay vào thời điểm tan tầm, đông đúc, thì nơi đây vẫn chỉ lác đác vài người đến tham quan, mua sắm. Thay vì chăm chút cửa hàng, hăm hở đón khách, thì những tiểu thương ở đây lại chọn cho mình những hoạt động khác. Tất cả là bởi, hơn một tháng nay, thông tin trung tâm thương mại này bị buộc di dời, đã khiến lượng khách sụt giảm hơn 50%, còn tiểu thương thì rơi vào cảnh hoang mang, không biết đi về đâu. Lúc đầu thì khách rất là vắng, nhưng mà bây giờ bắt đầu mới có khách thì lại dẹp vậy, thì mình đi đến một chỗ mới thì mình bắt đầu lại từ đầu nữa, thì mình không có nguồn thu nhập khác. Ở đây là bản thân mình là tiểu thương, mình rất lo lắng, và cũng như là các cái nhân viên người ta cũng không có biết đi làm ở đâu nữa. Những tiểu thương ở đây á, là đa số là họ là trụ cột của gia đình, hoặc họ phải bỏ những nơi khác để vào đây kinh doanh. Tôi nói thật nha, có những tiểu thương họ phải vay đấy, cầm cố tài sản để vào đây. Ví dụ như gian hàng tôi trên 1 tỷ đồng, tiền tất cả hàng hóa phải đặt trước hết mới có hàng. Chứ còn không phải là đùng một cái là mình dọn đi, giống như dọn nhà cũng phải báo trước nửa năm, một năm. Tiểu thương họ sẽ mong chờ một câu mà mọi sự sẽ là không như vậy. Ủng hộ chủ trương của thành phố trong việc phát triển các không gian xanh, công viên cho người dân. Thế nhưng, việc buộc di dời một trung tâm thương mại với số vốn đầu tư lên đến hàng trăm tỷ đồng mà chỉ mới hoạt động được hơn một năm, khiến nhiều tiểu thương không khỏi xót xa. Xót vì tiền cổ, xót vì bao tâm huyết của mình đã gây dựng thương hiệu trong những năm qua với khách hàng, nay có nguy cơ mất trắng. Các tiểu thương ở đây chỉ mong mỏi rằng là ủy ban xem xét có thể cho chúng tôi có một cái thời gian nhất định, vì thật sự là chúng tôi chưa thu hồi được cái vốn, lỗ thì rẫn lỗ, và chúng tôi cũng không dám nhập hàng. Cái tình trạng mà lơ lửng thì cái cảm giác của những người tiểu thương ở đây sống trong hồi hộp và lo sợ.
Không phải tiểu thương nào cũng kiên nhẫn chờ đợi như bà Nga, bà Loan. Nhiều cửa hàng tại trung tâm này, dù đã đầu tư hàng chục, hàng trăm triệu đồng, nhưng cũng phải đóng cửa, sang nhượng lại sau khi thông tin buộc di dời được đưa ra. Sense Market là khu chợ dưới lòng đất đầu tiên của thành phố Hồ Chí Minh được đưa vào hoạt động đầu năm 2017 tại tầng ngầm của công viên 23 tháng 9. Công trình này được đầu tư khai thác bởi Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co-op SCID và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư Thương mại Cửu Long với khoảng 500 tiểu thương cùng kinh doanh ẩm thực mua sắm. Trong đó, một phần không nhỏ là các hộ gia đình từng bán ở lòng lề đường các quận 1, quận 3 được tập trung về sau chính sách chỉnh trang bộ mặt đô thị. Sense Market giúp cho không ít người lao động có nơi kinh doanh ổn định.